Bản tin thời tiết nông vụ ngày 19 tháng 10 xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, hôm nay nhiễu động gió đông, nguyên nhân chính gây ra mưa dông cho khu vực Trung Bộ trong những ngày vừa qua đã hoạt động yếu dần. Mưa chỉ còn tập trung nhiều tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ với lượng không nhiều. Còn với các tỉnh phía Bắc khu vực thì thời tiết phổ biến là nhiều mây, trưa chiều thì sẽ có nắng nhẹ. Sang đến ngày mai, quá trình giảm mưa tại Trung Bộ sẽ tiếp tục tiếp diễn, khả năng xuất hiện mưa lớn như những ngày trước là rất khó. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều tại các tỉnh Bắc Trung Bộ là từ 27 cho đến 29 độ, Trung Trung Bộ mức nhiệt dao động là từ 26 đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Trung Bộ là từ 29 đến 31 độ. Với đợt mưa lần này, tại các vùng trũng thấp ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có thể bị ngập úng, đồng nghĩa với đó là nhiều diện tích rau màu tại các khu vực này cũng sẽ bị ngập nước. Với những cây màu bị ngập nước 1 đến 2 ngày thì thân lá chưa bị úa vàng, bà con có thể được hồi phục nhanh bằng một số biện pháp như sau. Trước tiên là khi nước rút đến đâu thì bà con nên té rửa lá cây bị bùn đất bám vào đến đó. Bà con có thể tưới gốc rau màu bằng nước sạch hóa Superlân với tỷ lệ là 0,2 kg Superlân trong 10 lít nước. Khi mà rau màu được hồi phục thì bà con cần phải bón hoặc là tưới phân NPK hoặc là đạm kết hợp với kali vào khoảng cách giữa hai cây. Cùng với đó thì bà con cần phải tiến hành chăm bón như là bình thường đối với từng loại cây. Thưa bà con, trở lại với thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối nay và chiều tối ngày mai thì mưa cũng sẽ còn xuất hiện với lượng không nhiều. Tuy nhiên tại những điểm mưa cục bộ thì bà con vẫn cần phải đề phòng với tình trạng ngập lụt có thể sẽ còn tái diễn. Ban ngày thì mây sẽ giảm và nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, nâng cho mức nhiệt tại khu vực Tây Nguyên lên ở ngưỡng là từ 28 cho đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ phổ biến là từ 29 cho đến 31 độ. Ngược ra phía Bắc, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái là nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng. Trong đó, tại các tỉnh vùng núi và khu vực ven biển hay là những khu vực sông hồ lớn thì sương mù sẽ xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, khi lưu thông trong thời điểm này, bà con cần phải bật đèn chiếu sáng, giảm tốc độ để có thể quan sát kỹ tầm nhìn. Đến trưa và chiều thì nắng xuất hiện nâng cho mức nhiệt toàn vùng lên ở ngưỡng là từ 29 cho đến 31 độ, trời khô ráo và mát mẻ. Thưa bà con, cây hành là một thế mạnh trong cơ cấu cây trồng vụ đông của nhiều địa phương khu vực phía Bắc bởi vì giá trị kinh tế của nó mang lại. Song mối lo lắng và khó khăn nhất đối với người nông dân khi thâm canh cây trồng này đó là việc phòng trừ bệnh chết héo rũ do vi khuẩn và nấm gây nên. Vì vậy, để có thể giảm thiểu tỷ lệ cây hành chết rũ, bà con nên lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, đó là đất trồng hành tốt nhất là nên luân canh với lúa nước. Thứ hai, đó là chọn đất có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt, có độ pH ở mức trung tính. Thứ ba, đó là phân chuồng bón lót cần phải tiến hành ủ mục. Thứ tư, đó là bà con nên trộn phân chuồng bón lót cùng với NPK hoặc là lân super để ủ cùng giúp cây hành sớm hấp thu được dinh dưỡng. Đối với củ giống trước khi cắt để trồng thì bà con nên xử lý nấm bệnh và vi khuẩn. Cần phải bổ sung dinh dưỡng cho hành thông qua thân và lá. Khi hành đã lớn thì tiến hành bón thúc bằng cách là tưới ure và kali cân đối. Khi phát hiện ruộng bị bệnh thì cần phải khẩn trương nhổ bỏ và tiêu hủy các cây bị bệnh. Và ngay sau đây xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Thưa bà con, với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, tại đây thì nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng, còn ban ngày thì trời hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng thì trời sẽ lạnh và nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây vào đêm và sáng, sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa ở vài nơi, ngày thì hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ, vùng núi cao thì mức nhiệt chỉ trong khoảng là từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc thì mây thay đổi đến nhiều mây và sẽ có mưa ở vài nơi, còn phía Nam thì sẽ có mưa rào và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là 26 cho đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho đến 31 độ. Tiếp theo, tại khu vực phía Tây Nguyên thì mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm ở đây thì có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, cần phải đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.